tài tử Nhật Bản bị vợ bỏ sau cáo buộc tấn công tình dục. Sau khi Hideo Sakaki bị tố cáo xâm hại và quấy rối tình dục nhiều phụ nữ, ca sĩ Izumi Sakaki lập tức đệ đơn ly hôn. Cô không muốn tiếp tục chung sống với người chồng bê bối. Ngày 12 tháng 10, NSA đưa tin nữ ca sĩ Izumi Sakaki ly hôn đạo diễn, diễn viên Hideo Sakaki. Công ty quản lý xác nhận hai nghệ sĩ Nhật Bản kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 17 năm vào đầu tháng 5, hai con gái được giao cho Izumi Sakaki chăm sóc. Hideo Sakaki có quyền thăm nom và trợ cấp kinh tế hàng tháng. Hôn nhân của Izumi Sakaki và Hideo Sakaki rạn nứt vào cuối tháng 3 do tính cách trăng hoa của nam đạo diễn. Hideo Sakaki bị tố cáo có hành vi quấy rối, xâm hại tình dục diễn viên, nhân viên nữ ở đoàn phim nhiều năm qua. Hơn 7 nạn nhân, trong đó có minh tinh hạng A, đứng ra vạch trần bản chất thú tính của Hideo Sakaki. Sau khi bê bối bị phanh phui, Hideo Sakaki và gia đình hứng chỉ trích dữ dội từ dư luận. Không chịu nổi sức ép cũng như việc bị chồng lừa dối, Izumi Sakaki đệ đơn ly hôn chồng ngay trong tháng 4, tài tử phải cầu xin vợ tha thứ, nhưng không được chấp nhận. Ngoài đánh mất gia đình, Hideo Sakaki cũng chịu hậu quả nặng nề vì scandal tình dục. Anh bị sa thải khỏi vị trí đạo diễn trong nhiều dự án. Hideo Sakaki sinh năm 1970, là diễn viên kiêm đạo diễn hàng đầu Nhật Bản. Anh sở hữu loạt tác phẩm ăn khách như Versus, Battlefield Japan hay Alive. Hideo Sakaki là cái tên gây căm phẫn với khán giả Nhật Bản nhiều tháng qua. Các nạn nhân cho biết Hideo Sakaki lợi dụng chức vụ, quyền hạn và sử dụng vũ lực để ép phụ nữ trong đoàn phim lên giường. Từ thời còn là diễn viên cho đến lúc chuyển sang làm đạo diễn năm 2013.